Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh hai bé trai leo trèo nguy hiểm trên tàu Cát Linh Hà Đông, khiến cho những người chứng kiến cảm thấy vô cùng lo sợ. Thế nhưng, phản ứng của những người lớn có mặt trong sự việc tại thời điểm đó thì mới là điều đáng quan ngại. Đoạn video ghi lại hành động nghịch ngợm của hai bé trai trong quá trình di chuyển bằng phương tiện đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông thì đang nhận về nhiều sự quan tâm. Theo những gì đoạn video ghi lại từ một hành khách cùng đi trên chuyến tàu, có thể thấy rằng hai bé trai lên tàu cùng một người đàn ông. Tuy nhiên, thay vì ngồi yên trên ghế thì hai bé đã đứng lên ghế với tay vịn để có thể đu đưa. Hành động này vô cùng nguy hiểm bởi lúc tàu bắt đầu khởi hành sẽ đi với tốc độ nhanh, nếu không cẩn thận có thể trượt tay ngã bất cứ lúc nào. Đặc biệt đáng quan tâm hơn lại là thái độ của những người lớn đi cùng càng khiến cho người ta phải bất bình. Cụ thể, thay vì lên tiếng nhắc nhở thì người đàn ông này lại tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí là anh ta còn có thái độ cổ vũ, khuyến khích hai đứa bé đu cao lên tay cầm và tiếp tục cùng nô đùa lớn tiếng trong khoang. Điều này vừa khiến cho hai bé bị nguy hiểm lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến những hành khách đi cùng, thậm chí có khả năng làm hư hại tài sản khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng. Đoạn video sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã ngay lập tức nhận về rất nhiều những ý kiến phản đối từ cộng đồng mạng. Bởi lẽ các bạn nhỏ hiếu động, chưa hiểu về các quy định khi di chuyển bằng phương tiện công cộng thì có thể thông cảm. Thế nhưng việc người lớn đi cùng không kịp thời nhắc nhở lại còn có thái độ cổ vũ, đồng tình thì mới là điều đáng lên án. Các bạn thân mến, còn các bạn thì sao? Các bạn có cảm nhận như thế nào về những hình ảnh này? Đừng quên chia sẻ ở dưới phần bình luận cùng với SNews nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.